tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Khôn. Và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục dẫn quý vị, chúng ta sẽ theo hành trình của Nhật An để chúng ta sẽ đến những công trình của Mắt Khôn ha. Và hôm nay thì sẽ một dịp rất là đặc biệt, đó chính là Nhật An không phải đi giới thiệu một công trình như thông thường hoặc là dẫn quý vị đi theo ký hợp đồng nữa như hôm trước. Và hôm nay thì bên cạnh Nhật An đây chính là anh Hồ Hoàng, là phòng thanh tra của Mắt Khôn. Thì Nhật An cùng với anh Hoàng sẽ đến một công trình ở Củ Chi để mà chúng ta sẽ thanh tra giám sát. Bây giờ thì em thấy là cũng đến giờ để có lẽ mình đi anh ha. Rồi, chúng ta cùng di chuyển này. Xin mời tất cả mọi người. Và sau một tiếng di chuyển thì hiện tại thì Nhật An cũng như là anh Hoàng đã có mặt tại Củ Chi và chúng ta sẽ đến với công trình ngày hôm nay để mà giám sát. Nhưng mà trước khi mà đến công trình á anh, thì có lẽ là em hỏi một số thông tin trước đã. Okay. Không biết là công trình này thì chủ đầu tư là tên gì vậy anh? Chủ đầu tư của công trình này tên là anh Lê Hoàng Anh. Đó, công trình thì là nhà hiện đại 2 tầng mái bằng. Yeah. Hiện tại chúng ta đang thi công ở tại Củ Chi. Yeah. Vậy thì không biết là đây là lần thứ mấy mà mình đã trở lại để mình giám sát công trình này? Lần này là lần thứ 2 anh em của phòng thi công, thanh tra thi công về giám sát của công trình. Lần trước thì khi mà triển khai cái mặt bằng móng ấy, lấy cái pin cột và rắc móng gia đình thì anh em đã về rồi. Thì lần này chúng ta sẽ quay trở lại để kiểm tra về cái phần xâm móng. Dạ, vậy thì không biết là trung bình một công trình thì mình sẽ về kiểm tra là tầm khoảng bao nhiêu lần và thường là vào các dịp nào anh? Công trình thì thường thường trung bình về tầm khoảng 15 cho đến 20 lần, không giới hạn số lần về kiểm tra. Yeah. Thường thường thì những cái lần kiểm tra chính sẽ diễn ra vào những cái lần mà làm sắt thép móng, sắt thép của phần sàn tầng 2, tầng 3 và tầng mái. Đấy là tùy theo với cả cái công trình mình xây dựng là 1, 2 hay là 3 tầng. Thì mình sẽ về vào những lần đó và kiểm tra cả những lần đổ bê tông nữa. Yeah. Vậy thì ngày hôm nay là mình đến là lần thứ 2, vậy thì mình sẽ kiểm tra về cái mục nào vậy anh? Lần này đối với công trình của chúng ta thì chúng ta sẽ kiểm tra về phần là hạng mục là sắt móng để mình xem là anh em kỹ thuật ở dưới công trình thợ đã làm đúng so với cái bản thiết kế của công ty chúng ta thiết kế hay chưa. Dạ. Vậy thì ví dụ nếu mà ở cương vị là một người thanh tra thì anh thường sẽ đánh giá dựa trên những cái tiêu chí như thế nào anh? Đối với anh thì đánh giá theo những cái tiêu chí là thứ nhất là nó phải phù hợp với cả hoàn cảnh xây dựng. Thứ hai nữa là nó phải đúng với so thiết kế của công ty, nhưng mà cũng có thể là một số cái yếu tố nó có ngoài mình phải làm sao mình phải chỉnh sửa thực hiện những cái công tác là xây dựng làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện đó. Dạ. Nói chung là trong xây dựng nó nhiều, cũng có thể là nhiều cái biến thiên để cho nó phù hợp lắm. Dạ đúng rồi, miễn là nó vẫn đảm bảo những cái yếu tố kỹ thuật an toàn cũng như là về cái thẩm mỹ đúng không anh? Đúng rồi. Đối với chúng bọn anh thì là về cái phần yếu tố an toàn về kết cấu là lúc nào phải đặt lên số 1 hàng đầu. Dạ. Còn về thẩm mỹ thì dĩ nhiên rồi, lúc đó thì vào giai đoạn hoàn thiện thì chúng ta sẽ làm sao để cho ngôi nhà nó có một cái mặt tiền và cái 3D phối cảnh ngoài đẹp và lung linh nhất. Dạ, nhưng mà cái đó là chắc là đợi một cái video sau. Rồi. Ở một cái công trình mà đang dần vào quá trình hoàn thiện thì An cũng như là anh Hoàng sẽ dẫn quý vị đến để xem là mình sẽ kiểm tra những cái mục nào để mà ngôi nhà có thể hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất. Rồi. Còn bây giờ thì có lẽ là sẽ mời anh Hoàng, chúng ta sẽ tiến vào công trình và quý vị sẽ xem là ngày hôm nay chúng ta kiểm tra là công trình của nhà của anh đang được thi công như thế nào nhé. Rồi, ok, xin mời tất cả mọi người. Đối với cái hạng mục kết cấu móng của cái công trình này ấy, thì là nó chỉ có cái hệ thống dầm móng băng điển hình thôi, là gồm có là 3 thanh trên và 3 thanh dưới. Và đối với những cái trục dầm đi qua móng băng qua vị trí cột của cái phần móng băng 3 và móng băng 4 ấy, thì nó sẽ là đi là 4 thanh trên và 4 thanh dưới, 4 thanh phi 18 trên và 4 thanh phi 18 dưới. Cái khoảng cách của dầm của mình hiện tại bây giờ đang là 600 x 300, dầm 600 x 300. Okay. Hiện tại là anh kỹ thuật của mình đặt là bê tông là chiều nay đổ đúng không anh? Đúng rồi, đầu giờ chiều 1 giờ. Anh đặt bê tông mác bao nhiêu đấy ạ? Mác 250. 250.
cái độ sụt của 10. Mình thì là mình chỉ lấy từ khoảng 10 cộng trừ 2 thôi anh nhé. 10 cộng trừ 2. Đúng rồi, vì cái phần móng băng này của chúng ta thường thường lấy 10 cộng trừ 2 thôi để dễ vuốt cái đúng rồi bề mặt lên. Anh em thi công nó dễ. Dạ vâng. Sơ qua cơ bản gì? Thì cơ bản thì anh đóng là nó cũng đủ 300 nhưng mà cũng có cái là cái ván mình nó cong có thể là có nhúc nhì một tí một phân. Cái này trong cái quá trình lúc mà mình đổ bê tông ấy thì là mình đầm dùi nó còn có cái độ nở ra của cái khu vực ván khung của cốt pha này. Đúng rồi, chính xác. Thì nó sẽ đạt, hiện tại thì em đo nó đủ với cái kích cỡ bê tông phủ đối với dầm này đấy. Nên là mình có thể yên tâm đối với cái hệ thống dầm này. Thì cái móng này thì nếu mà theo như anh em thi công á thì nó dư một tí chả sao. Vâng, nó vẫn nằm dưới đất. Đấy là nó không qua cái là cần phải chính xác 30, có thể chỗ ba mấy cũng có. Rồi. Đấy là cái móng nó đang nằm ở đất nên là nó càng chắc cho chủ đầu tư. Em kiểm tra qua khu vực đèn một chút. Ok. Hiện tại là đây là của mình đang bẻ mỏ là 400. Rồi đủ rồi anh ạ. Không xíu. Khoảng cách giữa cặp đai. A150. Khá là đều đấy. Chiều nay thì mấy giờ anh bắt đầu cho xe bê tông? Nếu mà bê tông báo thì chính xác là đầu giờ chiều. Dạ vâng. Khi mà đổ xong ấy, trước khi đổ thì anh cố gắng bố trí lấy lại cái tim cột này cho em giúp với nhá. Đây. Trong cái quá trình làm thì mình có thể dùng cây để mình chống lên. Mình có thể có tim sẵn rồi. Dạ, vâng. Lúc anh em chỉ điều chỉnh lại thôi. Thì là như mình đây thì em thấy là mặt cốt khung không của nó đang là lên so với cả kích chiều cao của dầm nó sẽ là 1,5 mét đúng không? Đúng rồi. Ok. Vậy nói chung là công trình như thế này, đối với những công trình sắt móng băng điển hình như thế này thì anh em thợ ở bên công ty đã làm rất nhiều rồi. Nên là quý vị và các bạn hết sức yên tâm. Chỉ có một số cái dạng móng mà nó phức tạp và khó hơn một chút thôi, nó chịu lực nhiều, đó là hệ thống đất mà gặp nó yếu, sình lầy các kiểu, nên là chúng ta phải sử dụng đến phương pháp là ép cọc thì nó sẽ liên quan đến kết cấu phần móng nó phức tạp hơn. Đa số về những phần móng băng như thế này với một nền đất cứng thì chúng ta khá là yên tâm, không có vấn đề gì phải lăn tăn cả. Hiện tại là nhân công của mình bây giờ ở dưới này đang là 12 người. Thì trong dự tính mà cái công trình này của mình thì theo như cấp trên báo xuống thì nó là tầm khoảng 3 tháng hoàn thiện. 3 tháng hoàn thiện đúng không ạ? Công trình này. Vâng. Thì trong cái quá trình làm đây thì nhưng mà anh em có cái vấn đề gì mà chẳng hạn thay đổi theo thực tế mà trao đổi với chủ nhà thì anh cứ báo về trên công ty hoặc phòng thanh tra của chúng em để bọn em có những cái điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý. Đúng rồi. Cùng với cả cái phương án thi công. Tức là theo anh em làm mình làm quen bên công ty mình á. Dạ. Thì như thì anh đã mình á bên công ty mình á thì nay cũng anh cũng là ở ngoài thì có nghiệm và có nghiệm bên công ty của bên cái hướng bên công ty mình á. Dạ. Thì nay là cũng 4-5 năm rồi. Dạ. Thế nên anh em cũng nắm được cái vấn đề. Còn những vấn đề nó mà thay đổi về kết cấu hay về cái tất cả là được phép của công ty và thanh tra công ty. Dạ. Thứ hai nữa mà là chủ nhà yêu cầu thay đổi thì chủ nhà phải có cái vấn đề phương pháp. Dạ. Để thay đổi hướng. Dạ. Còn những cái vấn đề không thay đổi đến tài chính, không thay đổi đến kết cấu thì anh em ok tự chủ nhà hai bên nhất trí với nhau. Dạ. Đi đến công việc đó là bên công ty mình là trước giờ như thế. Thì đối với công trình này chúng ta kiểm tra thêm cái phần sắt đế của móng băng nhá. Thì là đối với cái sắt đế như thế này thì thường thường chúng ta sẽ đi những cái thanh chiều ngắn nằm bên dưới và những cái thanh treo trục dài này nó sẽ nằm bên trên. Khoảng cách của cái trục ngang nằm dưới này nó sẽ là A150 và bên những cái trục dài nằm ngang theo như thế này thì nó sẽ là A200 theo như bản thiết kế. Ở trong cái mặt cắt của chúng ta tiến hành chúng ta sẽ kiểm tra qua. Đối với những cái phần này thì chúng ta chỉ kiểm tra những một số điểm điển hình thôi, không cần thiết phải kiểm tra
kỹ lưỡng quá, bởi vì chúng ta có thể đánh giá qua bằng mắt thường. Rồi. À, nói chung là anh em thợ làm đây khá là tốt đấy. Về cái kích thước buộc này khá là đều. À, em cho anh dẫn mọi người đi xem qua một số cái điểm nối của sắt dầm. Hiện tại trên dầm thì chúng ta sẽ nối sắt là theo là D30 cho đến D40. D là cái chiều dài phi của cái sắt dầm này, và chúng ta sẽ nhân lên. Thì hiện tại là đây đang là sắt 18, 18 nhân 30 lên tính là gần 60. Rồi hiện tại bây giờ đang là nối là 1 mét đây này. Đảm bảo. Về cái phần nối sắt này thì chúng ta sẽ là hạn chế, và thực sự ra là nên tránh. Trong kỹ thuật là tránh không nối các điểm nối là trên một dầm một mặt như thế này, là nối 3 điểm là trùng nhau. Chúng ta có thể là sẽ là đảo đầu. Điểm này nối rồi này, điểm này nối rồi này, thì chúng ta sẽ đảo đầu sang đầu bên kia. Nếu mà có nối cây ở giữa thì chúng ta sẽ đảo sang bên kia. Đấy. Vậy là anh Hoàng vừa dẫn tất cả các vị chúng ta đến gọi là kiểm tra công trình ngày hôm nay. Thì sau khi mà đi một vòng kiểm tra thì không biết là bây giờ thì anh sẽ kết luận lại là công trình hôm nay thì đã đạt được những cái tiêu chí gì, cũng như là có những cái gì mà cần phải khắc phục không anh? Đối với công trình ngày hôm nay chúng ta đi kiểm tra ấy, hiện tại thì chất lượng về thi công sắt thép ở tại đây thì anh đánh giá là khá là ổn và đúng với thiết kế so với cả bản vẽ của chúng ta làm ra. Bởi vì là một phần nữa là chúng ta là đơn vị thi công chọn gói, hiện tại đây là có anh Sơn là kỹ thuật đã có mặt ở 24/24 giờ ở lại đây rồi. Thì là trong cái quá trình làm, thợ có cái gì vấn đề gì mà không hiểu thì chúng ta đã có kỹ thuật hướng dẫn và chỉ đạo làm cho đúng thiết kế ngay từ đầu, thì là không có cái gì là đáng lo ngại cả. Chỉ có một số phần là anh lưu ý thêm với cả anh Sơn kỹ thuật ở đây là trong quá trình chiều nay để đổ bê tông đó, thì là anh sẽ lấy lại cho em những cái tim cột đây. Và chúng ta sẽ dùng cây chống để cho nó thẳng nhá. Điều chỉnh lại cho giúp em nhé. Trong cái quá trình mà mình đổ bê tông ấy, đầm dùi ấy, thì là anh để ý những cái phần mà cốt pha đóng bên trên này, tránh cái tình trạng là bê tông không xuống hết rồi sẽ bị rỗ bê tông. Bởi vì là chúng ta đặt cái độ sụt của bê tông nó là cộng trừ 10. Tại sao lại là cộng trừ 10 ở trong cái hệ móng này? Bởi vì là với cái phần móng băng này chúng ta phải vuốt một cái mặt góc nghiêng 45 độ lên, thì là chúng ta phải lấy là cộng trừ 10 để là cho thợ thi công dễ hơn. Mà cộng trừ 10 như vậy thì nó sẽ gọn theo một cách là dân gian người ta gọi là hơi khô một chút đó, nên là dẫn đến cái tình trạng nó hay bị rỗ, nên chúng ta phải đầm dùi kỹ một chút này. Anh sẽ lưu ý cho anh em vấn đề đó. Thì là rất là vui khi hôm nay đã dẫn toàn thể các quý vị khán giả của Mark Home đi tham quan công trình thi công trọn gói do trực tiếp em quản lý ở tại Củ Chi, và cũng cảm ơn MC Nhật An đã tạo điều kiện hôm nay để về đây thực hiện tác nghiệp tại công trình của anh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, và em nghĩ là khi mà quý vị khi mà đang có cái nhu cầu để mà liên hệ Mark Home thiết kế và thi công thì ngày hôm nay sau khi xem video này thì cũng sẽ có phần nào đó chúng ta nhìn nhận cái cách làm việc của Mark Home, cũng như là chúng ta có cái nhìn trực quan hơn để xem một cái công trình của Mark Home là từ bản vẽ đúng không nào? Đúng rất là đẹp, rồi đến thực tế nó sẽ như thế nào từng công đoạn ha. Thì quý vị cũng sẽ có cái sự suy nghĩ cho riêng mình. Và ngày hôm nay thì thật sự là em phải cảm ơn anh á. Vì anh đã dẫn em đến một cái buổi làm việc của mình như thế này. Dù biết là đội thanh tra của Mark Home rất là bận rộn luôn quý vị, nhưng mà vẫn dành thời gian để tiêm truyền thông đi chung một chút xíu ha. Thì nếu mà quý vị yêu thích những mẫu nhà của Mark Home thì đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để có thể sẽ được nhân viên chúng tôi hỗ trợ. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo. Còn với riêng mẫu nhà này thì chắc chắn là em cũng sẽ note lại để mà sau này khi mà công trình đang dần dần hoàn thiện thì An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ đến thăm một vài lần nữa nhé. Còn bây giờ thì Nhật An cùng với anh Sơn cũng như là anh Hoàng xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại những video tiếp theo.